chào mừng mọi người đã quay trở lại cả Dinology. Và hôm nay thì mình quay trở lại với bếp. Thật sự là trong video lần trước ấy, thì mình đã hứa với mọi người rằng là mình sẽ chăm chỉ hơn. Nhưng mà thực tế là khi mà sau Tết ấy, mình bị một cái cơn lười dâng lên rất là nhiều. Và trong thời gian vừa rồi thì các bạn DM, các bạn message cho mình rất là nhiều. Các bạn bảo là hãy quay trở lại làm video đi. Và bây giờ thì mình chăm lại rồi, mình đã trở lại đây. Và hôm nay thì mình sẽ trở lại kênh với một video nấu ăn. Và mình biết rằng các bạn đang rất là mong chờ những cái series như là cơm nhà 5 món hay là những cái series mình nấu đồ Việt. Nhưng mà hiện tại thì mình thú thực với các bạn ạ, mình đang có một niềm đam mê mới. Mình đang có một niềm đam mê với cả barbecue và smoking, có nghĩa là làm thịt nướng và xông khói. Mình rất mê luôn các bạn ạ. Bởi vì không hiểu tại sao sau Tết thì mình bắt đầu tìm hiểu cái bộ môn này. Mình bắt đầu mình đi mua đồ kiểu làm đồ nướng. Và mình nhìn các bạn Tây của mình ở Thảo Điền ấy, các bạn ấy rất thích xông khói và nướng, nên là mình rất là đam mê. Và có một điểm nữa là sau cái lần trước, video trước, thì các bạn thấy rằng là chị họ mình gửi cho mình khoảng 10 cân thịt về ấy. Thì chồng chị họ mình thì là người Mỹ, và anh ấy thì cũng rất là mê xông khói. Và mấy lần mình được mời sang nhà bác ăn thì cũng ăn đồ xông khói luôn. Thế là mình nghĩ rằng là tại sao có một cái môn nấu ăn mới như thế này mà mình không chinh phục nó đi. Và bây giờ thì mình đã quyết tâm mình chinh phục. Từ hôm đó đến giờ thì mình đã xông khói khoảng 2-3 lần rồi. Và mình đã gần như là tự tin một chút về kỹ năng xông khói của mình. Nên hôm nay video của mình sẽ cùng các bạn để làm một cái món ăn, đó chính là sườn bò xông khói chậm. Đây là một cái món ăn mình nghĩ là ai cũng sẽ mê, và ai đã ăn rồi thì sẽ không thể quên được cái món ăn này. Và mình thì mình đã từng ăn những cái món sườn bò xông khói chậm này ở trên mạng rất là nhiều. Ví dụ như mình sẽ để một số hình ở đây, như là Long Smoke House này, Texas BBQ sườn xông khói chậm kiểu Mỹ. Tất cả những cái chỗ này đều ăn rất là ngon. Tuy nhiên là vì người ta làm quá là kỳ công, nên là cái chi phí để cho một cái miếng sườn thông thường của mình ấy thì nó sẽ tăng giá lên. Thông thường thì khi mà các bạn ăn những cái miếng sườn mà ở ngoài tiệm người ta làm sẵn cho các bạn như thế, thì nó sẽ dao động từ 1,1 triệu cho tới tận 2 triệu mấy trên một cân sườn, một cân sườn thành phẩm ấy. Nên là mình thấy đây là một cái chi phí khá là cao. Và với mình ấy thì mình biết rằng là ra ngoài hàng ăn thì mình sẽ được trải nghiệm ở nhà hàng. Tuy nhiên là nếu mà mình có thời gian ở nhà, nên là mình vẫn tính toán làm sao để có một cái phương án nó tiết kiệm hơn, thì chúng ta vẫn có thể ăn được những cái món ăn ngon như ngoài hàng, nhưng mà lại với chi phí rẻ hơn. Thì đấy luôn luôn là cái cách mình làm. Mình biết là nghe nó hơi bị nghe nó hơi bị kiểu kẹt xỉ, hơi bị tiết kiệm một tí, nhưng mà mình thường là như thế đấy. Đi ra ngoài hàng ăn cái gì ngon xong về nhà mua nguyên liệu làm với cái chi phí rẻ hơn, ăn ngập mồm ngập miệng. Về sau thì mình vẫn đi ăn nhà hàng thôi. Nhưng mà nếu mà mình thật sự thèm mà mình muốn ăn nó thật là nhiều ấy, thì mình vẫn về nhà làm và nó rất là rẻ. Ok, buôn chuyện thế là đủ rồi. Và hôm nay thì mình ở đây mình có 3 cân sườn này. Thì thông thường các bạn mua những cái sườn bò mà nguyên xương kiểu như thế này ấy, thì các bạn có thể mua những cái thịt bò của Mỹ, của Úc, của New Zealand. Rất là nhiều chỗ, rất là nhiều nguồn gốc thịt bò này người ta bán. Và thông thường người ta bán với giá khoảng 600.000 cho tới 700.000 trên một cân thịt sườn tươi thế này. Cộng với công nướng hoặc là với làm công gia vị của mình ấy, thì mình cho là nó dưới 100.000. Nên là mình có thể tạo ra với cái sườn này với giá là khoảng 700.000 trên một cân thành phẩm, so với ở ngoài kia 1,1 triệu cho tới tận 2 triệu mấy trên một cân thành phẩm, thì chúng ta đã tiết kiệm được rất là nhiều tiền, đúng không? Khoảng hơn 500.000 trên một cân. Nên là hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn làm một cái món ăn nó khá là xa xỉ, nhưng mà chúng ta sẽ thật là tiết kiệm nha. Ok, đầu tiên thì mình cần 2 miếng sườn. Hôm nay thì mình mua đấy khoảng 3 kg. Và mình thường mình chọn, nếu mà các bạn chọn ấy, thì các bạn chọn những cái miếng sườn mà nó dày mỡ ở phía trên như thế này. Thì khi mà nướng, khi mà hun lên ấy, thì thịt bò nó sẽ có một cái độ ẩm nhất định và nó sẽ không bị quá khô nếu mà chúng ta lỡ xông khói quá lâu. Và các bạn nhìn ở phía miếng cắt của miếng sườn thì nó có những cái thớ mỡ đan xen ở đây. Thì đấy là một cái miếng sườn ngon. Và bây giờ, việc đầu tiên trước khi ướp miếng sườn này thì mình có một cái bí quyết của riêng mình. Nói chung là mình khá là nghiện cái loại gia vị này. Đây là một cái gọi là bột mềm thịt, nó được sử dụng enzyme từ hạt quả đu đủ. Cái này thì rất là tiện nếu mà các bạn cần một những cái thịt nó rất là mềm, hoặc là các bạn cần làm những cái món nấu chậm, hoặc các bạn có thời gian ấy, hoặc là ninh sườn gì đấy, thì các bạn chỉ cần có một chút cái gia vị hạt đu đủ này thôi, nó sẽ làm cho thịt của các bạn rất là mềm. Trước khi mình làm tất cả các bước khác thì mình thường mình sẽ cho một lớp enzyme hạt đu đủ lên trên miếng sườn của mình, và mình sẽ phủ cho nó đầy đủ các mặt như này. Đáng ra là dân barbecue chuyên nghiệp là người ta sẽ còn có một cái găng tay cao su nữa để làm cho tiện, bởi vì cái mùi bò này nó khá là nặng, chứ không phải tay mình dơ, mà mình sợ là cái mùi bò này nó sẽ ngấm vào trong cái tay của mình và như vậy rất là khó rửa. Đấy là bò nhá, hôm trước mình làm cừu mùi nó còn nặng hơn, mình phải rửa mãi mới hết cái mùi cừu đó. Ok, nói chung là với một chút enzyme hạt đu đủ như vậy là đủ.
thì các bạn cứ để ở đấy để cho cái bò nó ngấm vào và nó sẽ làm cho những cái thớ thịt bò nó mềm hơn. Và tiếp theo ở đây mình sẽ có hai loại gia vị để ngâm, bởi vì lần này thì mình sẽ không dùng cái cách như là mình ướp thịt cừu như lần trước, thì mình dùng rất là nhiều gia vị tươi. Và mình phát hiện ra rằng khi mà mình dùng gia vị tươi ấy, nó có một cái rủi ro cho mình, đó chính là tùy thuộc vào cái đợt gọi là đợt nguyên liệu đó, nhất là khi mà những cái lá thyme hay là rosemary trồng ở Việt Nam ấy thì không phải lúc nào nó cũng có một cái chất lượng ổn định, mà có hôm thì mùi rất là thơm, mình dùng ít nhưng mà mùi thơm nó đã đảm bảo rồi, nhưng mà có hôm thì cái mùi thơm của nó lại không được nhiều, mình dùng bao nhiêu đi chăng nữa nó vẫn không đủ thơm. Nên là sau đó thì mình mới phát hiện ra rằng tại thật sự là các bạn ở nước ngoài các bạn sử dụng những cái gia vị bán thành phẩm, có nghĩa là những cái gia vị đã được sơ chế sẵn, nên là chất lượng của nó rất là đồng đều và khi mà nấu thì bếp rất là sạch. Nên là hôm nay thì mình sẽ sử dụng theo tối đa là những cái nguyên liệu mà với những cái gia vị mà đã được chế biến, đã được đóng gói sẵn, để làm sao cho thuận tiện và chất lượng nó đồng đều nhất. Đầu tiên, để ướp bên ngoài cái miếng thịt bò, mấy cái miếng sườn bò này ấy, thì mình sẽ sử dụng cái Dijon mustard là mù tạt vàng. Đấy, mình sẽ lấy ra một lượng mù tạt vàng như vậy để mình trộn với cả một thứ khác, đó chính là dầu ô liu. Thì khi các bạn trộn Dijon mustard và dầu ô liu thì các bạn sẽ được một cái phần nguyên liệu lỏng. Cái nguyên liệu lỏng này sẽ giúp cho các bạn bọc ra ngoài miếng sườn, để sau này các bạn sẽ có một cái phần gia vị khác. Thì phần gia vị này trong tiếng Anh gọi là rubbing spice, có nghĩa là những cái gia vị mà chúng ta sẽ trà, sẽ đắp ở bên ngoài thì là rubbing spice. Còn khi mà muốn những cái rubbing spice đấy nó bám ở trên miếng thịt ấy, thì chúng ta cần một cái phần nguyên liệu ướt. Thông thường thì các bạn có thể sử dụng dầu ô liu để nó dính thôi cũng là được rồi. Tuy nhiên là mình thì mình thích cái sườn sông khói kiểu Mỹ, và rất là nhiều người nhà người ta sẽ sử dụng cái mù tạt vàng như thế này. Thì khi mà có cái mù tạt vàng này ấy, thì các bạn rubbing lên nó sẽ dính hơn và nó có một cái mùi đặc trưng khiến cho chúng ta ướp gia vị cũng sẽ ngon hơn. Tiếp theo, khi mà mình làm cái rubbing spice, có nghĩa là những cái bọc ở bên ngoài ấy, thì mình sẽ cần một cái nguyên liệu vô cùng quan trọng, đó chính là muối. Thì đây, mình sẽ cho vào đây 2 tablespoon, 2 tablespoon nghĩa là 2 thìa canh. Thì mình có cái thìa đong để làm bánh ở đây luôn, chỉ cần 2 thìa này thôi nha. Tiếp đến mình sẽ sử dụng hạt tiêu vỡ black pepper crush. Cái này thì các bạn có thể nhìn thấy là hạt tiêu ở đây nó sẽ sử dụng đúng cái size mà chúng ta cần để ướp thịt luôn. Đây các bạn nhìn này, đấy cái size này rất là vừa. Chúng mình sẽ không dùng cái mà mình để size thì mình sẽ dùng khi mà mình ăn ở trên bàn, hoặc là mình nấu ăn với lượng nhỏ. Khi mà mình làm barbecue ấy thì nguyên liệu nó khá là sôi thịt, thì mình sẽ sử dụng sẵn tất cả những cái này. Và tiếp đến thì mình sẽ sử dụng đến một cái nguyên liệu vô cùng quan trọng khác, đó chính là rosemary. Các bạn có thể thấy rằng hôm nay mình hoàn toàn sử dụng gia vị đóng gói của một cái hãng mà ai nấu đồ Tây cũng sẽ biết, đó chính là McCormick. Đây là một hãng gia vị nhập khẩu 100% từ Úc, và với cái chất lượng rất là cao. Khi mà các bạn sử dụng gia vị của McCormick ấy, thì các bạn hoàn toàn yên tâm rằng 100 mẻ của người ta thì 100 mẻ như một. Mình sẽ cho vào đây khoảng 2 thìa tablespoon lá rosemary đã được phơi khô như thế này. Và thêm một điểm nữa, khi mà các bạn sử dụng cái gia vị mà đã được phơi khô ấy, thì nó rất là dễ bám ở trên miếng thịt. Khi mà nó dễ bám ở trên miếng thịt ấy, thì các bạn xông khói bao nhiêu lâu thì cái hương của cái gia vị đó nó sẽ ngấm rất sâu vào trong miếng thịt, rất là tuyệt vời đúng không? Và riêng cái loại rosemary của McCormick này ấy, mình thấy nó một cái điểm cực kỳ đặc biệt, đó chính là cái vị thơm của nó ấy, cái hậu của nó sẽ có một chút như là mùi gỗ thông, rất là tuyệt vời nếu mà các bạn dành cho những cái món xông khói. Tiếp đến thì mình sẽ dùng lá thyme. Ui, dạo này xông khói nhiều quá, lá thyme bây giờ còn không đủ một thìa luôn. Đợi một xíu để mình xem nhà mình còn không. Đây, cho các bạn xem cái tủ gia vị của mình này, toàn bộ lá McCormick, rất là thích. Khi mà các bạn nhìn vào cái tủ gia vị của mình như này, đây khay gia vị của Bloom để ở trên này, toàn bộ là McCormick, nhìn rất là sướng, và mình tích gia vị rất là nhiều ở trong này. Và bây giờ thì mình sẽ cần lấy một cái hộp thyme. Đây, thyme. Và các bạn thấy không, tất cả gia vị McCormick đều được đóng trong những cái lọ thủy tinh nhỏ, rất là xinh, nắp màu xanh như thế này, cực kỳ dễ nhận biết. Và khi mà chúng ta làm những cái đồ với nguyên liệu lớn như thế này thì họ cũng đã chia cái nắp ra thành hai phần như này, rất lấy cực kỳ dễ luôn. Mình cần một thìa rưỡi thyme, vừa nãy mình đã cho một nửa thìa rồi, đây mình sẽ cho một thìa rưỡi đó. Tiếp đến một nguyên liệu vô cùng quan trọng khác mà lần trước thì mình cũng đã sử dụng, đó chính là ớt bột paprika, cái ớt bột cựa gà này này. Nhưng mà cái loại mà mình dùng cho cái sườn nướng ngày hôm nay đó chính là paprika smoke ground, có nghĩa là cái loại này đã được xông khói và có thêm rất là nhiều mùi khói. Khi mà các bạn làm một cái miếng sườn xông khói thì những cái gia vị mùi khói sẽ không bao giờ là thiếu. Và đây là lần đầu tiên mà mình sử dụng cái loại xông khói này, trước thì mình thường dùng cái paprika loại thường thôi. Nhưng mà nghe nói cái loại xông khói này mùi nó khói hơn thật, rất là thơm. Đây, riêng cái paprika này người ta lại dùng cái lỗ này, mình lại cần phải nhiều hơn. Mình sẽ cho vào đây khoảng một thìa rưỡi. Đấy, mình sẽ cho vào một thìa rưỡi ớt bột paprika.
Cái này thì nó không có quá cay nha các bạn, nó chỉ hơi cay rất là nhẹ. Nếu mà các bạn là người Việt Nam, các bạn thích ăn đồ Thái, các bạn thích ăn đồ Hàn Quốc ấy, thì các bạn sẽ thấy cái bột paprika này nó sẽ không cay một tí nào. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cần cho vào trong này để tạo ra cái màu rất là đẹp của cái miếng thịt xông khói của chúng ta về sau này. Tiếp đến thì mình sẽ sử dụng thêm một chút cajun seasoning. Đây là cái gia vị cajun. Với cái cajun này ấy, thì mình sẽ sử dụng rất là ít, mình chỉ sử dụng khoảng một thìa tablespoon vào đây thôi. Tiếp đến là mình sẽ cho thêm một cái loại gia vị mix nữa, đó chính là Italian seasoning. Đây là cái gia vị ướp tổng hợp là hỗn hợp kiểu Ý. Cái này thì sẽ cho chúng ta một cái mùi khá là thơm, và mình sẽ sử dụng sẵn cái này. Và đây là toàn bộ tất cả những cái nguyên liệu mình sẽ sử dụng để làm nên cái rubbing spice của mình. Và khi mà mình dùng cái này thì mình sẽ trộn đều lên như này. Nó sẽ tạo ra một cái lớp áo rất là đẹp ở trên miếng thịt của mình. Đó, về tạm thời là như vậy nhé. Và bây giờ thì mình sẽ dọn bớt những cái gia vị này qua đây. Đó, dọn gia vị này qua đây. Các bạn thấy không, khi mà Dino nấu đồ Việt với cả khi mà Dino nấu đồ Tây ấy, bếp sẽ rất là khác nhau. Khi mà nấu đồ Tây ấy, mình sử dụng rất là nhiều những cái nguyên liệu bán thành phẩm đã được chế biến một phần như thế này, nên là bếp rất là gọn. Nếu mà thông thường khi mà mình nấu đồ Việt ấy, thì mình sẽ phải sử dụng từ bóc hành, bóc tỏi, tất cả những cái loại gia vị đó mình phải bóc từ đầu, nên là bếp nó sẽ hơi bừa bộn một tí. Khi mà mình sử dụng tất cả những cái loại gia vị như thế này thì bếp rất là gọn. Mặc dù hôm nay mình nấu những cái món ăn nó rất là hoành tráng, nhưng mà đến giờ bếp của mình không bừa, đúng không các bạn? Tự hào, rất tự hào quá. Bởi vì là mình là cái thể loại mà nấu ăn lúc nào cũng bị các bạn chê là nấu bừa, nhưng mà hôm nay thì bếp cũng đã gọn hơn rất là nhiều rồi. Và bây giờ thì mình sẽ bắc một cái chảo lên để làm gì? Tiếp công việc tiếp theo của mình bây giờ đó chính là sẽ rang sơ tất cả những cái gia vị mà mình vừa trộn vào để làm cái rubbing spice ở đây. Và khi mà mình sử dụng Macumix ấy, có một điểm mình rất là ưng ý, tất cả những cái loại nguyên liệu các bạn thấy không, rất là đa dạng. Vừa rồi thì mình phải trộn tới tận 6-7 loại gia vị khác nhau. Tất cả những cái loại gia vị này mình mua đều từ một hãng là Macumix, rất là tiện. Có những cái gia vị mà mình không biết làm sao mình có thể kiếm được ở Việt Nam luôn, nhưng mà với Macumix ấy thì người ta sẽ cung cấp rất là đủ. Nên là khi nào mà các bạn cần nấu đồ Tây mà thấy những cái gia vị lạ quá ấy, thì đừng quên hãng này nha. Tiết lộ luôn cho các bạn là mình mua toàn bộ những cái gia vị này thì đều mua ở Ân Nam và các siêu thị đồ Tây khác. Và các bạn có thể quay lại đây xem này. Khi mà mình bắc cái chảo lên thì mình sẽ để lửa trung bình thôi. Mình sẽ rang sơ sơ. Thì khi mà rang sơ sơ này, cái mùi thơm của gia vị nó bốc lên rất là nhiều. Và đó, thì chúng ta sẽ tắt bếp ở đây, chỉ cần rang sơ thôi nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển qua làm miếng thịt này. Và bây giờ thì mình đã sẵn sàng đeo găng tay, bởi vì thật sự là khi mà làm cái miếng thịt này nó sẽ cần mình dùng tay rất là nhiều. Tuy nhiên là vẫn cần một cái găng tay cao su giống như găng tay phẫu thuật thì sẽ tiện hơn. Trước khi mà mình ướp ấy, thì mình sẽ sử dụng một cái gia vị Macumix khác, đó chính là cái muối tỏi. Đây là muối cộng với cả bột tỏi. Khi mà chúng ta ướp cái này ấy, thì chúng ta sẽ không cần phải cho thêm tỏi nữa, rất là tiện. Các bạn nhớ đợt trước mình làm sườn cừu không? Hồi đấy thì mình còn phải băm cả tỏi và mình phải sử dụng tỏi băm như thế này này. Và kết quả là mặc dù đồ ăn cũng ok, nhưng mà thật sự là cái tỏi ấy nó khó ngấm và sâu bên trong miếng thịt. Bởi vì là cái miếng tỏi khi chúng ta băm nhỏ đến đâu ấy, nó cũng rất là khác so với cả bột tỏi chúng ta đã làm khô và nghiền ra bột như thế này ấy, thì nó sẽ ngấm sâu vào trong từng thớ thịt một. Đầu tiên đấy, mình sẽ ướp bột tỏi như này, mình sẽ ướp muối tỏi như này đều các mặt nha các bạn. Đấy, phủ xong một lớp muối tỏi. Tiếp đến thì mình sẽ phủ một lớp mù tạt trộn với các dầu ô liu lên trên. Đấy, xong các bạn sẽ dùng tay xoa đều các mặt. Cái lớp ướt này sẽ khiến cho cái rubbing spice của chúng ta nó sẽ bám trên miếng thịt tốt hơn. Nếu mà các bạn chỉ sử dụng cái độ ẩm ẩm của miếng thịt ấy, thì thường là khi mà các bạn cho cái rubbing spice lên phía trên ấy, thì là khi mà các bạn cho vào lò ấy, thì nguy cơ cao là nó sẽ rụng ra rất là nhiều. Nhưng mà các bạn có thêm một cái lớp sốt đặc như thế này này, khiến cho cái phần vừa chúng ta vừa trộn lên nó sẽ bám chặt ở trên miếng thịt hơn. Mình thật sự cần thêm đồ dùng chuyên nghiệp hơn. Một chiếc găng tay cao su sẽ làm cho công việc này dễ hơn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến công đoạn quan trọng nhất, đó chính là chúng ta sẽ rubbing, sẽ dính cái phần gia vị lên trên đây nha các bạn. Các bạn hãy xem. Mình sẽ quay cận cho các bạn xem được vẻ đẹp. Các bạn sẽ đắp một cái lớp bên ngoài cái miếng sườn như thế này cho mình. Các bạn đừng sợ nó mặn nha, bởi vì là sau khi mà chúng ta xông khói xong thì phần lớn tất cả những cái này nó sẽ rụng xuống bớt. Chúng ta sẽ chọc đều các mặt như này. Có vẻ như là hai miếng sườn hôm nay to hơn mình nghĩ, nên có khi là mình sẽ phải làm thêm một chút gia vị nữa. Các bạn nhìn không? Siêu đẹp. Nhìn đã thấy đẹp rồi. Còn ăn ngon như nào thì chúng ta sẽ chờ sau. Nhưng mà về cơ bản, nhìn nó sẽ đẹp như thế này.
Và bây giờ mình đang hơi thiếu gia vị một chút nên là các bạn đợi một xíu, mình sẽ trộn thêm gia vị và sau đó sẽ quay trở lại nhé. Cái phần ướp thịt rồi, còn bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị cho một cái phần nữa vô cùng quan trọng sau này, đó chính là mình chuẩn bị cho cái phần gravy. Phần gravy thì mình sẽ sử dụng cách tương tự như là hôm trước mình làm thịt cừu, thì mình sẽ cần đến hai củ hành tây để nguyên vỏ, và sau đó thì mình sẽ cắt làm 6, cắt múi cau như thế này, làm 6 bỏ vào đây, vì cho các bạn cắt nào cho vừa là được, bởi vì mình chỉ cần hành tây để nó hứng cái nước thịt của mình thôi. Thì mình sẽ được một khay hành tây như vậy. Và đã chuẩn bị đi nướng chưa các bạn? Thực ra là chưa. Mình sẽ cần một cái này nữa. Đây, hôm trước mình vừa đầu tư thêm cái này các bạn. Cái này thì gọi là cái smoker box. Nó sẽ tạo ra cái khói khi mà chúng ta nướng thịt. Và cái này mình mua cái loại rất là tốt, làm bằng gang. Nhưng mà hôm trước không hiểu sao mình xịt cái chất vệ sinh lò nướng của mình mà nó tạo bọt ấy, để nó đẩy tất cả mỡ và muội khói ra. Thì không hiểu làm sao nó làm gì luôn cả cái hộp gang của mình, mà mình mới dùng có một lần duy nhất các bạn ơi. Nhìn cái hộp gang này tức quá. Tức ơi là tức ấy. Nhưng thôi không sao, chuyện đâu có đó. Tiếp đến là mình sẽ tạo ra khói. Và khói thì các bạn có thể sử dụng rất nhiều loại khói khác nhau. Có hai loại gỗ mình đang có đây. Một là gỗ bích, là gỗ rẻ gai. Hai là gỗ táo. Thì tùy theo các bạn sử dụng, muốn sử dụng loại gỗ nào để xông khói thì nó sẽ tạo ra cái mùi khói rất là đặc trưng. Thì đầu tiên mình sẽ cho đầy một cái hộp. Mình sẽ lại sử dụng một lượng gỗ đầy cái hộp smoker box của mình như thế này. Cách mà chúng ta sử dụng smoker box như thế này ấy, thì nó sẽ tiết kiệm gỗ cho chúng ta rất là nhiều. Như các bạn thấy hôm trước mình xông khói thịt cừu thì mình cho thẳng cái gỗ lên trên than thì nó cũng tạo ra khói thôi. Tuy nhiên là cái cách đấy là một cái cách không hiệu quả, bởi vì là các bạn sẽ cần tốn rất là nhiều chip gỗ để có thể xông khói. Như là hôm trước mình có cây thông, mình sử dụng gỗ thông thì nó rất là rẻ, không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng đến loại mà gỗ táo như này ấy, thì nó sẽ rất là mắc tiền và nó sẽ rất là phí nếu mà chúng ta sử dụng gỗ cho một cái cách như vậy. Nên là hôm nay mình sẽ sử dụng cái smoker box. Và thực ra thì nếu mà các bạn đã từng xem cái video làm trâu gác bếp của mình rồi ấy, thì các bạn thấy là không nhất thiết các bạn phải có một cái smoker box xịn sò đắt tiền như thế này. Các bạn có thể hoàn toàn có thể sử dụng cái gọi là cái gì, cái giấy bạc ấy, các bạn cuộn lại, các bạn cuộn cái gỗ này lại, sau đó các bạn đục thành từng lỗ thì nó cũng tạo ra cái smoker box. Còn bây giờ thì mình có một cái gỗ ở đây, thì thông thường người ta sẽ ngâm cái gỗ này khoảng vài ba tiếng, sau đó người ta lại để cho nó khô vài ba tiếng. Nhưng mà mình không có nhiều thời gian như vậy thì mình sẽ cho nó vào trong cái smoker box. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng một cái bình xịt, mình xịt cho nó hơi ẩm một tí thôi. Khi mà gỗ mà ẩm ấy, gặp nhiệt độ thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều khói. Thì mình sẽ đóng hộp gỗ này lại đây. Mình có một tảng thịt, mình có hành tây, mình có smoker box ở đây rồi. Chúng ta đã sẵn sàng để đi nướng chưa? Chưa. Mình có một thứ nữa mình muốn khoe các bạn, là thông thường các bạn thấy mình có một cái nhiệt kế kim như thế này. Thì cái nhiệt kế kim này thì rất là tiện ở một điểm là chúng ta sẽ kiểm soát được cái nhiệt độ bên trong miếng thịt. Ví dụ bây giờ mình có một cái nhiệt kế này, mình cắm vào miếng sườn của mình ở một vị trí nào đấy. Đây, các bạn xem này, nó sẽ xuống 4 độ, 1 độ C, 0 độ ở giữa. Bởi vì đây là miếng sườn mình đã đông lạnh rồi. Thì tuy nhiên là với cái khi mà chúng ta gọi là xông khói ấy, thì mình sẽ cần kiểm soát miếng thịt đến khi nào mà nó đạt được một cái nhiệt độ nhất định ở trong cái lò xông khói của mình thì nó sẽ đạt được đến độ chín. Tuy nhiên là các bạn thấy rằng cái này mình không thể cắm vào trong lò thường xuyên được, bởi vì là cái này bằng nhựa này, cái này bằng dây điện nhựa như thế này thì chúng ta không thể làm được. Nên là để khi mà chúng ta xông khói ấy, chúng ta sẽ có một cái thiết bị rất là riêng, đó chính là một cái nhiệt kế. Đây là cái nhiệt kế dành cho lò nướng các bạn ạ. Cái nhiệt kế dành cho lò nướng này thì nó rất là đặc biệt ở một điểm là toàn bộ thân nhiệt kế này đều được sử dụng bằng vật liệu chịu nhiệt. Ở đây thì chúng ta có thể là thấy là đầu kim thì sẽ được sử dụng bằng thép, còn cái thân dây này thì các bạn thấy dây này nhìn như thế này nhưng nó không phải là nhựa, mà dây này được phủ teflon cùng một cái chất liệu nhựa mà chúng ta phủ lên chảo chống dính, nồi cơm điện, nồi áp suất,
tất cả những cái đấy thì đều là teflon, và cái này là có thể chịu nhiệt lên đến tận mấy trăm độ, nên là khi người ta bọc vào dây điện như thế này thì nó sẽ được chịu được nhiệt luôn. Và cái cách mà chúng ta kiểm soát miếng thịt của chúng ta ấy là đầu tiên là mình sẽ cầm cái nhiệt kế kim này, mình cắm vào cái điểm sâu nhất ở trên miếng thịt của mình để chúng ta biết được cái nhiệt độ lõi của miếng thịt là bao nhiêu. Và ở đây mình có hai cái đầu kim thì mình sẽ cắm vào hai miếng thịt, và hai cái đầu nhiệt kế này nó sẽ nối với cả một cái thiết bị nhận. Ở đây nó sẽ có hai số 1 và số 2. Ví dụ như miếng sườn số 1 của mình cắm vào ô số 1. Miếng sườn số 2 mình sẽ cắm vào ô số 2, và nó sẽ cho tín hiệu vào đây thì chúng ta sẽ biết được nhiệt độ của hai miếng thịt. Thì các bạn chỉ cần bật cái nhiệt kế này lên, mình cho pin sẵn vào rồi. Cái nhiệt kế này chưa hết, nó còn một cái tính năng vô cùng đặc biệt, đó chính là ở trên điện thoại của chúng ta mình sẽ có một cái app gọi là BBQ Go. Khi mà mình cắm hai cái nhiệt kế này vào hai miếng thịt ấy, thì nhiệt độ nó sẽ ở trên này và nó sẽ báo cho mình là khi nào đạt được nhiệt độ thì ok. Còn bây giờ nhiệt độ cụ thể như thế nào thì mời các bạn ra vườn chúng ta cùng làm barbecue nha. Ok, và đã ra đến vườn rồi. Trời ơi, niềm đam mê mới của tôi các bác ơi. Nói chung ấy là tôi có thể đặt cái này ở đây, và sau đó tôi giải than ra góc bên này này các bác này. Từ từ khoan đã nhá. Nhưng mà mình phải đóng cái cửa gió lại, bởi vì là khi mà mình xông khói chậm như này này, cái nhiệt độ rất là quan trọng các bạn ạ. Và mình chỉ giữ nhiệt độ nó rơi vào khoảng 125 độ thôi, 125 độ C. Hôm nay thì mình sử dụng than gáo dừa. Hôm trước mình có làm lại cái món thịt bò, hôm đấy thì mình không có quay. Tuy nhiên là hôm đấy mình làm lại nhiệt độ nó bị quá nóng, nó lên đến 180 độ C, nên là toàn bộ cái phần thịt của mình nó bị chín nhanh quá, nên là nó không được mềm. Nên là hôm nay thì mình quyết tâm là mình sẽ phục thù và mình sẽ làm cho nó chính xác hơn. Mình đã nhóm than từ lúc nãy, và khi mà than nó nóng như thế này là lúc mà chúng ta đã có thể làm được rồi. Việc đầu tiên mình làm đó chính là, các bạn nhớ cái smoker box không? Mình sẽ đặt cái smoker box ở đây. Đó, mình đặt ở trên than như thế này. Thì khi mà than nó nung nóng lên ấy thì nó sẽ làm cho cái khói ở trong này nó xì ra. Và cách các bạn đặt than rất là quan trọng nha. Tạm thời mình sẽ đặt như thế này. Tiếp đến là cái hộp hành tây. Như cái kỹ thuật trước, mình sẽ đặt ở ngay bên cạnh, ngay bên cạnh chỗ than này. Sau đó là lớp trên cùng. Đây. Về cơ bản, mình đã set up xong cái phần mà nướng thịt của mình như thế này. Chúng ta bây giờ chỉ còn thiếu cái gì? Chúng ta chỉ còn thiếu miếng thịt của chúng ta thôi. Đây, mình sẽ đặt lên đây. Đây, mình sẽ đặt cái miếng thịt của mình ở đây. Đây, hai miếng thịt ở đây. Ây da, ây da, ây da. Các bạn thấy đặc biệt không? Là khi mà mình sử dụng cái nhiệt kế như này này thì chúng ta hoàn toàn có thể để nhiệt kế ở trong lò và không sợ nó bị cháy. Tuy nhiên là mình thấy lửa trực tiếp này mình hơi lo đấy, nên là mình sẽ cắm cái nhiệt kế này vào chỗ này đi. Miếng thịt số 2. Miếng thịt số 2 mình phải xác định xem miếng thịt số 2 là miếng thịt nào. Đang ở 11 độ C này, đây miếng này 11 độ C. Miếng thịt số 1 đang lạnh quá, nó chưa lên nhiệt độ được. Bởi vì là tất cả những cái nhiệt kế này nó chỉ đo được nhiệt độ dương. Nếu mà âm ấy nó sẽ không lên được. Và hôm nay có vẻ như mình xả đá chưa kỹ, nên là cái số 1 nó chưa lên. Tuy nhiên không sao hết, mình sẽ để ở đây. Mình sẽ để cái nhiệt kế của mình ở ngoài này, và nó sẽ báo vào trong điện thoại cho mình. Và các bạn hoàn toàn yên tâm là cái phần này này, tất cả cái nhiệt kế này đều được thiết kế để chịu nhiệt, nên là rất là ok. Và bây giờ các bạn có thể thấy rằng là mình đã set up khá là ổn rồi. Thịt thì ở trên hành tây, hộp smoker box bắt đầu lên khói một cách nghi ngút. Và bây giờ thì mình sẽ đóng nắp lại, mình có thể hoàn toàn kiểm soát nhiệt độ bên lòng miếng thịt ở ngoài bên này. Và bây giờ theo công thức của mình làm ấy thì mình luôn luôn giữ cái nhiệt độ ở đây này, nó phải rơi vào 125 độ C. Nói chung là rơi từ 110 độ C cho tới 135 độ C là được. Và mình sẽ hun khói cho tới khi lòng miếng thịt lên tới 70 độ. Và khi các mình sẽ kiểm tra đây này, khi nào lòng miếng thịt lên tới 70 độ, và mình sẽ giữ cho lòng miếng thịt trong vòng 70 độ trong vòng 2 tiếng. Và sau khi mà hết 2 tiếng ở lòng miếng thịt 70 độ ấy, thì mình sẽ bọc giấy foil lại, giấy nến, giấy bạc lại ấy. Giấy bạc chứ mày giấy nến. Mình sẽ bọc giấy bạc lại và mình sẽ om cái, và mình sẽ bỏ lại cái miếng thịt vào trong cái lò xông khói của mình, và giữ thêm 2 tiếng nữa trong lòng miếng thịt lên tới 90 độ trong vòng 2 tiếng. Các bạn nhớ nha, miếng thịt hở 70 độ 2 tiếng, miếng thịt được bọc foil lại 90 độ 2 tiếng. Tổng cộng là mình sẽ mất vào khoảng 5 đến 6 giờ để xông khói cái miếng sườn này. Và sau 5 đến 6 giờ thì chúng ta sẽ thành công. Và trong cái quá trình đó thì mình sẽ liên tục cập nhật về tình trạng của miếng thịt cho các bạn nha. Và hy vọng rằng hôm nay mình sẽ thành công.
tuyệt vời, mình mê món này lắm. Và bây giờ thì đây là một trong những niềm đam mê mới của mình. Và chờ xem nó lên tới 100 độ, 110 độ là ổn. Các bạn ơi, và sau khoảng 2 tiếng thì bây giờ các bạn có thể check ở đây, nhiệt độ miếng thịt đã lên là 51 độ miếng thịt dày và 57 độ thì miếng thịt mỏng, là đã tăng rất là nhiều so với vừa nãy mình, lúc mà mình mới bắt đầu làm thì nó chỉ rơi vào khoảng bao nhiêu nhỉ? 8 hay 12 độ gì đấy khi mà miếng thịt còn lạnh. Còn đây nhiệt độ trong lò đã giảm đột ngột xuống còn 87 độ C bởi vì là than cũng đã bắt đầu tàn và mình cần phải duy trì nó từ 110 độ cho tới 130 độ C. Nên là bây giờ sẽ là cái thời khắc mà mình phải châm than và châm thêm cả gỗ nữa bởi vì khói cũng đã hết rồi. Đây bạn nhìn xem, sau khoảng một thời gian thì miếng thịt nó đã khô mặt lại và mùi thì cực kỳ thơm. Và hành tây của mình cũng bắt đầu xém lại rồi. Bây giờ mình sẽ cần phải nhấc cái này lên, mình sẽ đặt tạm nó đây nhá. Rồi, bây giờ sẽ là thời khắc quan trọng, chúng ta sẽ châm than. Cái smoker box bây giờ các bạn thấy những miếng gỗ mà mình vừa làm ấy bây giờ đã thành than hết rồi. Bây giờ mình sẽ phải châm cho nó một cái đợt gỗ mới. Nói chung là đến hôm nay mình làm, mình nghĩ rằng là một trong những cái thứ cần thiết mà mình cần phải sắm bây giờ đó chính là một chiếc bàn ngoài sân để mình có thể thao tác những cái này, một cái bàn gỗ thuộc dạng bền bền ấy. Và vì mình hết gỗ táo rồi nên mình sẽ sử dụng thêm gỗ sồi trắng ở đây. Còn gỗ cây rẻ gai mình sẽ hẹn các bạn một lần nướng vào kêu khác mình sẽ sử dụng nha. Hôm nay cứ tạm sử dụng gỗ sồi trắng với cả gỗ táo trước đã. Ok, cái hộp khói này rất là tiện, khói ra nghi ngút luôn các bạn ạ. Yeah, đây. Còn bây giờ chúng ta cần phải châm thêm than. Đây, đặt vào vị trí cũ. Đây, chúng ta lại bắt đầu một hành trình mới. Ôi, cay mắt quá, cay mắt quá. Và mình còn thiếu một bước nữa là bây giờ mình cần một cái bình xịt để tạo độ ẩm cho miếng thịt. Và bình xịt để tạo độ ẩm cho miếng thịt như nào thì chúng ta hãy quay vào bếp để xem mình làm như nào nhé. Còn bây giờ thì than đã được châm thêm và mình vẫn đang kiểm soát tốt nhiệt độ, hy vọng khói sẽ bốc lên tiếp. Và sau khi mình hun khói thịt được khoảng 2 tiếng ấy, thì mình sẽ cần làm thêm một đoạn nữa, đó chính là tạo độ ẩm cho miếng thịt. Và cách tốt nhất để tạo độ ẩm cho miếng thịt là các bạn có thể dùng một cái bình xịt xịt nước vào. Tuy nhiên là có một cách hay hơn là chúng ta có thể xịt cả giấm vào. Thì mình sẽ pha loãng giấm táo theo tỷ lệ khoảng 1/4 hoặc 1/5 gì đấy. Sau đó mình pha thêm với cả nước lọc. Thì khi mà chúng ta làm ẩm miếng thịt bằng giấm táo như thế này, nó sẽ giúp cho cái miếng thịt thơm hơn và cũng sẽ mềm hơn. Đấy, mình pha theo tỷ lệ 1:4 thôi nha. Đây, mình dùng giấm táo Hàn Quốc rất là thơm và rất là dịu. Và sau đó thì mình sẽ cho một cái bình xịt thật là sạch như thế này. Và thi thoảng cứ khoảng 15-20 phút thì đấy, chúng ta sẽ xịt một chút nước lên trên bề mặt miếng thịt. Như thế thì sẽ khiến cho miếng thịt ẩm và thơm hơn. Nói chung là làm cái barbecue này khó nhất là cái đoạn là mình phải duy trì nhiệt độ một cái mức rất là ổn định. Chỉ được phép trong 110 cho tới 130 độ C, tương đương với 225 độ F, tới bao nhiêu độ F mình quên mất rồi. Đại khái thế. Các bạn có thể thấy là vì mình không tin cái nhiệt kế ở nắp lò này, mình không tin này, nên là mình phải sử dụng một cái nhiệt kế chọc của mình để mình chọc vào cái nắp lò này để mình xem là hiện tại nhiệt độ là bao nhiêu. Bây giờ nó là 110. Thì đây là một cái nhiệt độ hoàn hảo. Mình sẽ duy trì nhiệt độ này trong vòng ít nhất là 3 tiếng. Với như vừa nãy mình nói là mình sẽ duy trì cái nhiệt độ 70 độ C ở trong lõi miếng thịt trong vòng khoảng 2 tiếng để cho miếng thịt nó có thể mềm nhất. Và ở đây thì mình đang chèn cái hình này, các bạn nhìn này, là khi mà mình sử dụng cái app để kết nối với cả cái nhiệt kế ấy, thì là cái biểu đồ của nhiệt độ của miếng thịt nó vẽ rất là đều đặn. Hiện tại là miếng thịt của mình đã lên đến hơn 52 độ và mình sẽ cố gắng duy trì nó lên đến 70 độ và không bao giờ vượt quá 70 độ trong vòng khoảng 2 tiếng. Như vậy thì miếng sườn sẽ rất là mềm và cực kỳ thơm và thậm chí là róc xương luôn. Còn bây giờ công việc tiếp theo của mình là mình sẽ cần phải tăng độ ẩm cho miếng thịt. Tăng độ ẩm cho miếng thịt bằng cách nào? Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái chai giấm mà mình vừa pha. Đấy, các bạn xem này. Đấy, các bạn sẽ xịt những cái xương giấm pha nước thật là mảnh lên trên miếng thịt để duy trì độ ẩm cho miếng thịt, để miếng thịt nó không quá là khô. Sau đó mình sẽ nhanh tay đóng nắp lại ngay lập tức và cắm cái nhiệt kế này vào lại để kiểm soát nhiệt độ thật là tốt. Có lẽ là lần tới thì mình sẽ nâng cấp cái bộ đo nhiệt độ của mình lên thành một cái nhiệt kế có 3, 4, 5 đầu gì đấy thì sẽ dễ hơn. Bởi vì là cái nhiệt kế càng nhiều đầu ấy, mình sẽ cắm được càng vào nhiều miếng thịt để gắn lên trên nắp lò để kiểm soát nhiệt độ tốt hơn. Tuy nhiên
là có một cái điểm mà mình nghĩ trong tương lai, nếu mà mình máu chơi món này hơn thì mình sẽ phải nâng cấp cái lò này nữa. Bởi vì cái lò Green Hill này này, nó chỉ là một cái lò rất là mỏng, nó giữ nhiệt không tốt. Nếu mà mình nâng cấp lên bằng cái lò gốm trắng men hay gì ấy, thì nó sẽ giữ nhiệt tốt hơn. Nó thật sự là một cái lò rất là tốt. Còn bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi và mình sẽ cập nhật tình hình đều cho các bạn nha. Và vừa rồi ấy, thì cái miếng thịt của mình đã đạt được khoảng 70 độ trong vòng khoảng hơn 1 tiếng rưỡi. Và bây giờ than bắt đầu tàn, nó xuống 63, 64 độ rồi. Và đây là cái thời điểm hoàn hảo để chúng ta có thể chuyển sang bước tiếp theo của quá trình xông khói này. Các bạn nhìn này, khói vẫn lên rất là đều ở trong cái smoker box. Và các bạn, mình sẽ cho các bạn 10 giây ngắm thịt. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến cái phần tiếp theo của công đoạn nướng thịt. Đầu tiên mình tạm thời rút hai cái này ra. Các bạn nhìn này, trong miếng thịt nó không ám khói, còn ở ngoài nó nâu như thế này. Đây chính là cái lượng khói mà nó bị ám vào. Đấy, và bây giờ khi mà mình rút điện ra, cái nhiệt kế nó kêu tít 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 tại vì nó bị mất nhiệt. Và bây giờ thì mình sẽ cần lấy hai miếng sườn ra. Sau đó chúng ta sẽ bọc sườn lại thật là kỹ. Đây là một công đoạn khá quan trọng để chúng ta có thể giữ được, làm cho cái sườn bên trong nó mềm một cách thật là tuyệt vời, thật là tuyệt đỉnh. Thì chúng ta sẽ cần thêm khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa. Các bạn nhìn kỹ cái phần sườn này. Ui, khói làm mình cay mắt. Các bạn nhìn này, khi mà cái nước ở bên trong sườn nó chảy ra, nó đã đường hóa và có một số chỗ nó hơi đen một tí. Và khi mà chúng ta ăn ấy, thì mình sẽ rũ bớt cái gia vị này ra, thì bên trong nó sẽ rất là vừa. Mình quên mất, mình còn một công việc nữa là mình phải châm thêm than. Nói chung là làm cái này thì mình rút kinh nghiệm cho các bạn là chúng ta cứ sử dụng than và châm than ở bên ngoài. Và cái lượng than chúng ta cho vào trong lò thì chúng ta sẽ dùng để kiểm soát nhiệt độ. Bởi vì thật sự là nếu mà chúng ta làm với cái nhiệt độ thấp như này ấy, cái lượng than bên trong nó rất rất là quan trọng luôn. Nếu mà quá nhiều than ấy, thì nó sẽ khiến cho sườn của chúng ta quá nóng và sẽ không phải là cái xông khói chậm nữa. Nên là mình sẽ phải cân đối rất là nhiều. Và cái này thì mình không thể làm hoàn hảo ngay qua 1-2 lần mình làm được. Mình sẽ phải làm đi làm lại vài lần, mỗi lần mình rút ra được một chút kinh nghiệm. Ví dụ như lần trước ấy, thì mình rút ra kinh nghiệm là mình cần phải để cái smoker box này ở trên than thì nó mới ra nhiều khói. Sau đó thì mình mới rút kinh nghiệm trực tiếp là chúng ta mình cần phải có một cái nhiệt độ ổn định thì sau đó mình mới bỏ thịt vào, chứ không nên như hôm nay là vừa bỏ than vừa bỏ thịt vào ngay lập tức và nhiệt độ trong lò nó chưa đạt được đến cái nhiệt độ ổn định, nên là sẽ rất khó để có thể căn làm sao cho vừa. Mỗi lần mình làm mình sẽ rút ra được một chút kinh nghiệm. Và bây giờ mình sẽ đặt lại hai tảng sườn của mình vào đây. Lần này thì mình đặt nó gần cái chỗ than hơn một chút nha các bạn. Và mình cũng sẽ vẫn cần cái nhiệt kế của mình ở đây. Số 1, miếng sườn số 1 của mình đây. Mình sẽ chọc vào giữa nha. Miếng sườn 45 độ. Đấy. Miếng sườn số 2, 62, một số 1, 62 độ. Số 2, 64 độ. Và bây giờ mình sẽ để cái nhiệt kế ở đây. Và mình sẽ cần tăng thêm nhiệt cho tới khi nào mà cái phần sườn này nó đạt tới 90 độ. Trong vòng khoảng hơn 1 tiếng đến 2 tiếng thì đấy, tùy vào độ dày của miếng sườn thì chúng ta sẽ có một cái miếng sườn nó vừa mềm vừa thơm. Và hẹn gặp lại các bạn sau một lúc nữa. Ôi mồ hôi tọa vã hưởi, tạm biệt. Đã đủ thời gian rồi các bạn. Nguyên tắc nướng, mình mới học được nguyên tắc nướng. 3, 2, 1. 3 tiếng nướng trần, 2 tiếng nướng phoi và 1 tiếng cuối cùng nướng trần trở lại. Và bây giờ thì mình đã qua 2 tiếng nướng phoi và hiện tại thì miếng thịt của mình đã đạt đến 91 độ C. Các bạn có thể thấy ở trên cái app nó đã báo là 91 độ C và nó có một cái biểu đồ cho mình luôn. Và khi mà nó đạt đến 91 độ C thì là khả năng cao là bên trong miếng thịt đã rất là nhừ, đã rất là róc thịt rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang một công đoạn tiếp theo các bạn ạ. Đó chính là sẽ quay trở lại nướng trần. Để cho đây, khi mà các bạn bọc phoi ấy, các bạn có thể thấy rằng là hơi nước nó sẽ lên như thế này, rất là đẹp. Tuy nhiên là mình sẽ muốn cái mặt thịt nó khô hơn một chút, nên là mình sẽ bỏ phoi ra. Đây, đó. Wow, u la la luôn các bạn ơi, thơm quá, đẹp quá. Và bây giờ thì mình cần tiếp thêm một chút khói cho nó nữa. Ui ui, không sao các bạn, không sao. Hết gỗ rồi các bạn ạ. Gỗ đã tàn rồi. Mà thật quả thực thú thực với các bạn là bây giờ mình lười quá. Mình không muốn nhấc cái này lên để tiếp thêm gỗ đâu. Nên là thôi,
Bây giờ cứ để như này. Và chúng ta sẽ làm thêm một lúc nữa để cho cái miếng thịt nó ráo mặt lại. Trong vòng khoảng 1 tiếng thì chúng ta sẵn sàng để ăn. 3, 2, 1, quy tắc 3, 2, 1 và 1 tiếng nữa đã trôi qua các bạn ạ. Và bây giờ thì nhiệt độ miếng thịt đang đạt ở trong lòng khoảng 70 mấy độ. Và các bạn có thể thấy đẹp quá. Nên là mình sẽ cho các bạn thêm 5 giây ngắm thịt. Ngon đúng không các bạn? Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào bàn ăn. Ta-da! Các bạn ơi! Và đây là miếng thịt của mình. Và khi mà cho miếng thịt ra khỏi lò thì tối thiểu chúng ta sẽ cần từ 30 phút tới 1 tiếng. Đây là một thời gian rất là quan trọng. Người ta gọi là resting, có nghĩa là cho thịt nghỉ. Thì khi mà chúng ta bỏ thịt ra khỏi lò ấy, thì nhiệt độ ở trong miếng thịt nó vẫn tiếp tục tăng lên. Và sau khi tăng lên tới khi mà nó không còn nhiệt nữa thì nó sẽ bắt đầu giảm xuống. Thì đấy là cái thời gian để cho thịt nghỉ và đạt được cái độ hoàn hảo. Và hiện tại thì mình đã cho thịt nghỉ khoảng 30-40 phút rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cắt thịt đi. Mình đã kiểu chờ giây phút này từ rất là lâu rồi các bạn ơi. Nói chung là khi mà sử dụng cái rubbing spice thì ở bên ngoài miếng thịt ấy, nó sẽ khá là dày gia vị và khá là thậm chí là hơi mặn một chút. Nhưng mà các bạn yên tâm, khi mà ăn ấy thì chúng ta sẽ gỡ ra một chút. Các bạn nhìn này. Wow. Nó vẫn còn đạt được cái độ hồng này. Nói chung ấy là khi mà miếng thịt ngon hơn ấy, nếu mà mình làm kỹ hơn, hôm nay mình làm vẫn hơi vội, mình thiếu khoảng 30 phút cho mỗi bước, thì nếu mà mình làm được kỹ hơn thì nó sẽ thành một cái vòng đỏ, vòng tròn đỏ, một cái ring. Là khi mà cái máu thịt, cái máu của miếng sườn cừu nó sẽ dồn lên ở phía này, thì đấy mới là đạt đến độ hoàn hảo. Còn nói chung là với cái miếng thịt này thì mình tự nhận xét chắc là 8 điểm các bạn. 8 điểm. Chắc là 8 điểm không? Các bạn nghĩ được 8 điểm không? Và trước khi ăn này thì mình sẽ ăn với cả khoai tây chiên, french fry. Ngon một ít vào hai vị trí. Đáng ra là có salad nữa cơ. Nhưng mà hôm nay mình hứa là hôm nay mình ăn xong mình sẽ cai thịt. Dạo này mình nướng thịt hơi bị nhiều và mình ăn hơi bị nhiều thịt. Và hôm nay mình ăn xong mình sẽ cai thịt. Mình hứa đấy. Nhưng mà cái miếng thịt này, làm sao tôi có thể bỏ qua được miếng thịt đấy cơ chứ. Mình thử cắt cái một miếng đầu tiên ra nha. Khi mà ăn thì các bạn có thể gạt bớt những cái spice mà mình đã ướp ra, bởi vì nó khá là đậm. Ngon lắm. Thứ nhất là miếng thịt còn rất ẩm, very smoky. Thứ hai là tất cả những cái spice nó ngấm vào. Mình ăn cái vỏ ấy thì nó rất là dậy mùi, như là mùi thyme, mùi rosemary, mùi của paprika. Mình cho vào đây nó cực kỳ thơm luôn và nó ngấm vào sâu bên trong miếng thịt. Và khi mà nó ngấm sâu trong bên trong miếng thịt, nó kết hợp với độ ngọt của miếng thịt thì cực kỳ tuyệt vời. Ngon quá. Này. Và tiếp theo một bài test nữa. Chúng ta xem. Ngon quá. Miếng thịt của chúng ta đã thật sự dóc xương hay chưa? Có vẻ như chưa được dóc lắm các bạn ạ. Nếu mà mình có nhiều thời gian hơn, thêm khoảng 1 tiếng nữa thì mình nghĩ là sẽ vừa. Nhưng mà đây các bạn xem này. Đấy, bên trong miếng sườn chua chua, ngon quá. Đấy, mình rất thích nhất là những cái phần thịt nó sát xương như này. Cực kỳ ngon. Nếu mà mình xịt nhiều giấm hơn trong cái công đoạn đầu tiên, 3 tiếng đầu tiên ấy, thì nó sẽ làm cho những cái collagen, là những cái phần thịt sát xương để nó dóc xương hơn nữa thì sẽ ngon hơn. Nói chung là sẽ còn rất là nhiều điểm để cải thiện. Nhưng mà hôm nay với kinh nghiệm làm barbecue lần thứ tư của mình thấy cũng có tiến bộ một chút. Ui, nói chung ngon thật đấy. Ăn ban đầu mình nghĩ là mình ăn một vài miếng, nhưng mà ăn đến đây mình cảm giác mình không ngừng được à. Gia vị thật sự là thơm. Tất cả các miếng thịt đều đạt được những cái độ hồng rất là vừa phải. Nói chung là lần tới tôi quyết tâm, tôi chinh phục là đạt được cái vòng tròn màu đỏ đó. Lần sau tôi quyết tâm là tôi sẽ đạt được cái trình độ như vậy. Ngon quá. Ôi quên mất. Trời ơi. Ăn đến miếng này bắt đầu thấy bảo chết mà. Sao ngấy thế, quên mất là khi mà ăn thường nướng như này sao mà thiếu được một lon bia. Và các bạn biết đặc biệt nhất là gì không? Người Hà Nội uống bia Hà Nội. Có một lon bia Hà Nội tuyệt đỉnh. Ngon quá. Cắt một miếng nữa. Đây ăn nốt miếng này. Rồi kết video hôm trước. Ăn ngồi ăn nồm nhoàm này ăn mãi. Các bạn nhìn này. Tuyệt đỉnh không? Hãy chấm vào sợi.
Wow. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Sau một thời gian dài trở lại, chúng ta đã có một cái món ăn rất là ngon với nhau. Nếu mọi người đã xem tới đây và thấy cái món sườn bò này hấp dẫn ấy, thì đừng ngần ngại cho mình một cái like và subscribe. Mình sẽ trở lại vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần nếu mình chăm. Và các bạn nhớ subscribe cho mình, đấy là động lực để mình làm tiếp những video tiếp theo và rất là nhiều món ngon trong tương lai. Quyết định xem là mình có làm hay không dựa vào các bạn có theo dõi mình hay không, các bạn có ủng hộ mình hay không. Còn bây giờ cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại mọi người sớm thôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.